ngày hôm nay một cái mẫu dài mới tanh luôn cho chị em phụ nữ chúng ta. Một cái mẫu dài mà chị em nào mà trước khi vô shop mà em lúc nào em cũng hỏi chị ơi chị cần những mẫu nào, thì khách hàng luôn luôn đặt câu hỏi là em ơi có cái mẫu dài nào mang mà vừa im chân mà vừa thoải mái, nó không có đau chân không, hoặc là cái những mẫu mà chị chỉ cần chị xỏ vô là chị đi, chị không cần phải cột dây hoặc là không cần phải bất cứ làm cái động tác nào nữa hết. Vì công việc chị cần là giống như là chị hay đi thường hay đi nhiều thì nên cần những cái đôi dài mà chỉ cần xỏ vô là đi, để cho nó nhanh lẹ, nó không mất thời gian của chị. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái mẫu dài thể thao nữ cột dây giả nha anh chị nha. Là cột dây giả là mình không cần phải cột dây, mình chỉ cần cột định hình một chỗ là mình có thể mang mà đi lâu đi xa thoải mái luôn và không lo sợ bung xúc gì hết. Tại vì nhiều công việc của anh chị mình đứng công việc làm cả ngày thì cần một cái đôi dài nó phải im, nó phải thoải mái và thực sự là phải mềm. Cái quan trọng lúc nào cũng vậy, em lấy hàng em lựa chọn phải mềm. Phải mềm tại vì cái mềm lúc nào nó cũng đánh vào tâm lý hàng đầu của phụ nữ, mà chị em mình không phải phụ nữ không mà ai ai cũng vậy. Đôi dài mua phải mềm mới mang được, nếu mà cứng quá mang khó chịu lắm anh chị ơi. Thì thật ra đây một cái mẫu dài lười thun cột dây giả, anh chị thấy cái dây của nó không, thật ra nó gắn lên cho đẹp thôi, cột cho đẹp thôi, nhưng mà nó không có tác dụng là tăng đưa dây cho mình, và nó chỉ cần xỏ vào thấy, anh chị thấy cái cổ của dài đây nó rất là mềm, nó rất là im, em có thể bóp phải sờ thoải mái luôn. Những cái đế này là thoải mái, rất là mềm, tại vì căn bản chất liệu của nó là bằng thun nên cái độ co giãn của nó rất là nhiều. Và khi anh chị mình đi mình chỉ cần nắm với cái bên đây và mình xỏ vô cái chân mình là mình đi thôi, chứ không cần phải dùng bất cứ cái thủ thuật nào hết. Và đơn giản là nó có 3 màu, hiện tại đây là một cái màu hả kem nè. Thì cái màu tiếp theo em muốn chia sẻ đến cả nhà, thí dụ như nếu mà chị nào mà muốn mà cho nó nhu nhu á thì có thể mang một cái màu kem như thế này để mình kết hợp mình đi chơi. Đó, mà muốn trẻ trung chút xíu nữa thì mình nên kết hợp những cái đôi màu hồng. Đây là màu hồng mà đặc biệt nha anh chị nha. Cái đế của nó là đế 7 màu nha. Đây màu đỏ nè, màu hồng, màu xanh, rồi màu vàng. Đó, nó 7 màu thì cũng chưa đến 7 màu nhưng mà nó rất là dễ thương. Đó, cột rất là im, rất là mềm luôn. Ở đây tại vì em nhét cái phía trong đây. Còn nếu mà anh chị mà nếu mà muốn không có thích dây ở phía bên ngoài như thế này á, mình có thể xỏ vô trực tiếp ở phía bên trong luôn nha. Nó có cái dây nè, thay vì mình cột ở phía bên ngoài thì mình cột đi ha. Còn nếu không á, mình cứ rút ra, mình nhét trực tiếp trong đôi dài là phải giấu dây mình đi thoải mái luôn, là không ai phát hiện được cái đôi dài của anh chị là nó có dây. Đây em đã giấu dây phía bên trong nè chị không. Một cái thủ thuật rất là đơn giản luôn, là chỉ cần mình xỏ vô phía bên trong thôi là mình có thể là biến nó thành một cái đôi dài không dây, rất là tiện và lợi luôn. Còn chị nào mà làm ở công ty, xưởng hoặc là muốn đi nhiều mà không sợ bị dơ thì nên mang cái đôi màu đen này. Đây là full đen luôn nha anh chị nha, là những cái màu mà khách mà đi làm công việc á thường mua, thường chọn những cái màu như thế này. Tại vì nó có một cái lý do đó là nó là màu đen thì nó rất là sạch, nó không có bám bẩn nhiều mà anh chị cũng rất là dễ vệ sinh nữa. Đó là một cái màu đen. Đây là cái màu đen. Màu đen thì mình kết hợp cái gì cũng được, nó không có kén. Đi làm thì anh chị mình nên mua những cái đôi màu đen như thế này, rất là dễ thương. Hoặc là hay là mấy cho mấy em nó đi học cũng được luôn á nha anh chị nha. Đi học mình mang những cái mẫu này cũng được luôn nha. Tại vì nó rất là mềm, nó rất là im, nó không có phân biệt lứa tuổi nha anh chị nha. Nó size trung bình từ 35 đến 39. Thì mấy em trai mà nhỏ nhỏ thì tầm khoảng mà lớp 3, lớp 4 là mình có thể mang được 35 rồi anh chị. Tại vì chân mấy bé bây giờ nó rất là to. Đó, rất là to nên mình có thể sở hữu một cái đôi dài nó size 35 là cho các em nó mang là đi là thoải mái luôn, không có lo trơn trợt nữa. Còn anh chị mà muốn mà mình sở hữu một cái đôi dài để mình đi chơi nè, mình đi du lịch nè, thì mình có thể kết hợp với lại những cái đôi màu kem hoặc là đôi màu hồng như thế này thì sẽ nó trẻ trung hơn nữa. Còn nếu mà mình muốn đi làm cho nó sạch thì anh chị mình nên lựa chọn những cái màu full đen như thế này. Những cái màu full đen như thế này nó rất là hiếm nha anh chị nha, không phải lúc nào nó cũng có, lâu lâu nó mới có hàng chứ nó không có thường xuyên. Nên thường thường khách mà lâu lâu mà lại hỏi những cái đôi full đen như thế này nó rất là hiếm. Tại vì full đen á nó sạch,
Còn những cái đôi dài thường á là thường thường đen là phải thường thường phải đế trắng lên nó mới nổi tông dài. À, cái quan trọng nữa là em muốn giới thiệu với anh chị đó là cái chất liệu của nó. Cái chất liệu của nó là bằng thun, nó kết hợp với lại cái này là bằng lưới nha anh chị nha, nên nó cái chân mình nó rất là thoáng nè. Cái lưới nó xung quanh đây nè, cái lưới nó vòng vòng đây và thun rất là mềm luôn, nên là đây là một cái mẫu dài lười thun. Mà cái này không phải là vừa lười, cái dài lười cũng là lười tại vì nó có dây, hay là kêu là dài thể thao dây cột dây giả gì đó, tùy theo anh chị muốn kêu sao không được, miễn sao mà mình cách phân biệt để mình khi mình mua mình chọn mình có thể là nói nhân viên để nhân viên có thể tư vấn cho anh chị dễ hơn ha. Đây là những cái mẫu mà dài thun mà không có cột dây, là dây giả nè, muốn chia sẻ và tính cho anh chị để khi anh chị mà cần mình mua những cái đôi này để đi làm hoặc đi chơi á, có thể tham khảo những mẫu này, có thể ghé trực tiếp tại shop của em hoặc là những cái shop lân cận của mình để mình có thể tìm hiểu và tham khảo. Mà quan trọng phải là cái chất liệu của nó nha anh chị nha, tại vì cũng chung một cái mẫu này nhưng mà nó có nhiều loại lắm, có loại nó chất liệu nó vải im và mềm, và có những cái chất liệu á vải nó cứng và nó thô, cũng chung một mẫu luôn nhưng mà nó có nhiều chất liệu khác nhau. Nên anh chị hãy lựa chọn thật là đúng để khi mình mang một cái đôi giày cho nó yêu, cho nó thoải mái nhất nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã xem video. Có yêu thương thì hãy bình luận hoặc comment cho em những ý kiến của anh chị ở phía dưới nha. Cảm ơn anh chị. Bye bye.